Đây, đây là giao diện của game. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải bật cái việt hóa nha các bạn. Chúng ta sẽ vào phần Help and Option này. Ở đây thì các bạn phần Language nhá, ở nó chọn Việt Nam, được chưa nào? Đó, nó chuyển sang tiếng Việt cho chúng ta. Chỗ này thì Version mình sẽ tắt đi nhá. Rồi, mọi thứ bây giờ đều là tiếng Việt cả. Cho nên các bạn thích setting thế nào thì tùy các bạn lựa chọn thôi, đúng không? Mình thì sẽ điều khiển một vài theo cái ý muốn của mình. Độ tự phản này. Cái này để nguyên đi. Trở về nào. Điều khiển bảng định nhá. Bảng xếp hạng thì chưa chơi cho nên chưa có, đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc đó là vào chơi game thôi, đúng không nào? Bắt đầu game. Chọn phần save game. Phần 1 nhá. Chế độ sẽ là hơi vừa thôi. Đây là một game rất là tuyệt vời, cho nên là mình muốn trải nghiệm game theo kiểu đó là vừa chơi vừa cảm nhận, cảm thụ cốt truyện và âm nhạc. Cho nên là mình không muốn theo kiểu đó là vừa chơi vừa chết đâu. Về cái game Ori and Blind Forest này thì như các bạn đã biết, đây là một cái tựa game thể loại platform. Và đặc trưng của game platform thì chắc chắn rồi, chính là phần âm nhạc và cốt truyện, đúng không nào? Đây là hai yếu tố có thể nói là giúp platform trụ vững trong cái ngành game thời điểm hiện tại. Nhưng mà riêng với Ori and Blind Forest thì ngoài hai yếu tố trên thì nó còn có một yếu tố khác nữa. Không chỉ có một mà thậm chí có nhiều yếu tố khác nữa giúp nó trở thành một tựa game ngang hàng với cả những tựa game 3A thời điểm 2015 luôn. Đó là về hình ảnh, đúng không nào? Như các bạn thấy đây, hình ảnh rất là sắc nét, rất là đẹp. Điều này đã được minh chứng khi mà tại Game Awards 2015 thì Ori and the Blind Forest đã nhận được giải đó là Best Art Direction. Hay các bạn có thể hiểu đơn giản đó là cái giải vinh danh cái người thiết kế nghệ thuật của cái tựa game này. Đây, đây là nhân vật Haru thì phải. Âm thanh thì như các bạn đã được thưởng thức, có lẽ ngay từ những giây phút đầu tiên chúng ta đã thấy được cái âm thanh của nó chất lượng như thế nào, đúng không nào? Những bản nhạc rất là phù hợp với cả khung cảnh luôn. Và cái điểm chói sáng nhất của cái tựa game Ori and Blind Forest này chắc chắn chính là cái cốt truyện của nó, khi mà nó có một cái cốt truyện rất là nhân văn. Cái thời điểm mà nó mới ra mắt thì chỉ một cái trailer thôi mà nó khiến có thể nói là rất là nhiều người rơi lệ, để các bạn có hiểu được cái câu chuyện nó vãi chưởng như thế nào đấy. Với cái phần chơi đó là phần Definitive Edition này thì chúng ta sẽ có thêm hai phần chơi mở rộng nữa. Và trong phần mới này chúng ta sẽ được khám phá thêm cái quá khứ của Haru, là cái nhân vật to béo vừa rồi ấy. Trong phần 1 của Ori and Blind Forest ấy, thì chúng ta chỉ có chơi nhân vật đó là Ori thôi này, đúng không nào? Chỗ này thiết kế hình ảnh rất là đẹp các bạn ạ. Cuộc sống của Haru và Ori có thể nói là rất là yên bình ở khu rừng này. Khu rừng này là khu rừng Nibel nhé các bạn. Đơn giản, sống hạnh phúc, cùng nhau ăn quả, trái cây mỗi ngày. Nhưng mà mọi thứ thì nó lại không được màu hồng như thế này. Đó là điều có thể nói là rất là buồn trong cái tựa game này. Đây rồi, một khu rừng đầy trái cây. Cùng nhau xây dựng những cây cầu. Mọi thứ ở trong đây nó đều đẹp một cách rất là tự nhiên các bạn ạ. Cái bối cảnh nó xây dựng như là một câu chuyện cổ tích vậy. Đây, thì mọi thứ đang rất là tuyệt vời. Tai họa ập xuống rồi. Đây, cây đại thụ của khu rừng Nibel à. Đây, trái cây cứ cạn kiệt dần, cạn kiệt dần. Khu rừng dần trở thành khu rừng chết.
Haru đang cố đi kiếm những cái quả để cho Orion. Đây rồi. Sinh mạng lão hóa và tàn lụi. Đúng vậy. Nhường mọi thứ cho Ori. Trong câu chuyện này thì Haru là nhân vật đỡ đầu của Ori nha các bạn. Cái đoạn này thì thực sự nó xúc động quá. Được rồi, như vậy đã mất đi nhân vật đỡ đầu thì đến lượt Ori sẽ lại phiêu lưu trong khu rừng Nibel này. Rất là khắc nghiệt đúng không nào? Một đứa trẻ mất đi gia đình, mất đi người thân. Và bây giờ phải rời bỏ cái nơi mình đã từng sinh sống và thực hiện cuộc phiêu lưu. Quá khắc nghiệt đúng không nào? Không có sự bảo bọc của người thân nữa, bây giờ phiêu lưu trong cuộc đời như thế này đấy các bạn. Mất đi chỗ dựa, phải một mình bươn chải. Nói chung là cái chiều sâu của cốt truyện này có thể là giúp chúng ta liên tưởng tới rất nhiều vấn đề mà các bạn gặp phải trong cuộc sống nữa. Điều đó cho thấy là chơi game học hỏi rất là nhiều đúng không nào? What? Chết à? Really? Riêng đoạn này thì mình không hiểu lắm. Mình chỉ biết là trong tựa game này Ori sẽ có sứ mệnh đó là đi cứu khu rừng Nibel thôi. Trên sắp mà lìn khi mà chưa bắt đầu cuộc hành trình thế này á. Really? Ánh sáng của ta hồi sinh Ori à đây rồi. Ra là vậy.
Như vậy là khu rừng Nibel đã quyết định cho Ori một sinh mạng mới, để cậu nhóc có thể ở đó là phiêu lưu và tìm lại ánh sáng cho khu rừng. Đây các bạn có thể thấy, đây chính là cái lối chơi platform của tựa game Ori and Blind Forest. Đó là lối chơi nhìn cảnh ngang. Như mình đã nói thì cốt truyện và âm thanh chính là những cái điểm cộng. Chỗ này làm sao được qua nhỉ? À đây này. Đây. Mình đang nói đến đâu nhỉ? What the fuck? Đó là hình ảnh, cốt truyện và âm thanh chính là những cái yếu tố có thể nói là then chốt của một tựa game platform. Nhưng mà trong cái game này thì nó còn có cái gọi là hình ảnh nữa, rất là xuất sắc. Các bạn có thể thấy, đây, những cái bối cảnh nhìn rộng như thế này này. Hình ảnh rất là tuyệt đúng không ạ? Trông cứ như là trong một câu chuyện cổ tích vậy. Add Spike. Không qua được bên này rồi. What? Cái gì đây? À, máu à? Cái này là cái gì? Mấy cái đèn đấy để làm gì nhỉ? Túi năng lượng. Nhớ là có thể dùng năng lượng để tạo kết nối linh hồn và lưu trò chơi. À, kết nối linh hồn ở đây à? Ê, cái gì này? Một cái nấm. Cái gì vậy? Gì đây? Không à? Sập. Tìm được linh quang. À, điểm kỹ năng à? Hay đấy nhở. Đúng rồi, trong game này còn có rất nhiều kỹ năng chúng ta học nữa. Những kỹ năng nó sẽ giúp chúng ta vượt qua các màn chơi. Thì đặc trưng của game platform, các bạn còn phải có một cái đặc điểm nữa các bạn cần phải nhớ. Đó là mọi game platform hầu như đều là game siêu khó nhé các bạn. Game thuộc thể loại difficult đấy. Cho nên là game Ori and the Blind Forest nhìn là thế thôi nhưng mà không dễ nuốt lắm đâu. Cái gì vậy? À đúng rồi, tìm các mảnh ánh sáng này. À, đây chính là một trong những yếu tố để giúp hồi sinh khu rừng đấy. Sức mạnh đang trở lại với ta. Ta là sen ánh sáng của đôi mắt của linh thụ. Ta có thể đưa đường dẫn lối nếu cậu cho phép. Chúng hẳn đã theo cậu đến đây. Đây rồi, chúng ta có thể tấn công được rồi các bạn ơi. Ui. Rồi, cuộc chiến chúng ta bắt đầu. Có thể tấn công được rồi các bạn ạ. Ê. Chúng ta sẽ tìm được ông ấy. Đằng trước có đường kìa. Đây là bản đồ các bạn. Đến chỗ này à? Ha. Bọc cây. Như vậy chúng ta mới chơi được 1% thôi. Hành trình chúng ta sẽ còn rất là dài để có thể phá đảo được tựa game Ori and the Blind Forest này. Mục tiêu mới đó là linh thụ. Đây rồi. Bản đồ ngang. Chạy đâu nào, chạy đâu nào. Thả đi, thả đi, thả đi nhanh nào. Đây, lên được cái kỹ năng rồi các bạn. Nên nghe được cái kỹ năng. Đây, khi các bạn đủ điểm thì các bạn có thể tăng skill nhá. Nhưng đó sẽ giúp cho những cái đòn tấn công của các bạn cũng như là cái khả năng di chuyển của các bạn được nhân hóa lên. Và các bạn sẽ rất là bá đạo trong tựa game này. Máu nè. Ow. Đau nha. Ai. Cái này không dí chuột được luôn nhỉ? Ồ, cái gì này? Di chuyển khắp Nibel. Đây là cổng giống kiểu cổng kết nối để có thể di chuyển được khắp mọi nơi. Chỗ này chúng ta chưa lên được rồi, có lẽ phải đi đây thôi. What? Không đủ năng lượng để đi à? Ơ
Thế thôi á. À, lên đây. Như vậy có thể là chúng ta chưa có bất cứ một điểm kết nối mới nào cả, cho nên là không thể đi đâu được. Ơ, nãy mình nhảy qua bên đây rồi mà nhỉ? À đây rồi. À, vãi á. Đây rồi, có thể mở đường mà đi được rồi. Cái này phải click chuột các bạn ạ. Ui. Ui chà, ui chà. Chỗ này nhìn có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ. Ủa, cái gì vậy? Thược thi thạch. Mở linh môn. Sao nghe nó cứ kiểu tàu khựa vậy, what the fuck. Được rồi, nói chung là cứ thu thập càng nhiều càng tốt. À đây này, để mở cái cửa này thì phải. Chúng ta mới tìm được một mẩu, vậy còn một mẩu nữa chắc là bên này. Hey, máu nào? Wait what? Oh, hấp dẫn nha. Cái này thì hình như quen quen nhỉ? Đường đi lúc nãy thì phải, đúng rồi. Oh, đây rồi. Đủ hai mẩu rồi. Đi nào. Eo. Vì sao Ori còn bay bay được cơ? Hay lắm các bạn. Ôm cái lá bay bay khắp mọi nơi cơ. Qua mà nào. Ê ê ê. Linh động, bọng cây, hắc căn động. Đủ mấy cái tên đọc nghe đau mồm nhở. Ê, một con cóc. Ow. Tan xác. À, mình có thể lên skill được rồi. Ê, trả đây, trả đây. Ha. Tăng skill đã. Mình có 2 điểm rồi. Cần 1 điểm để tăng cái này. Ấy, ấn nhầm rồi. Trời ơi. Tự trôi đến Ori. Cho phép tái sử dụng kết nối linh hồn và giảm thời gian hồi chiêu. Cho phép bắn ra 3 tia lửa khi hồi chiêu. Ê, hey, nghe hấp dẫn vậy. Lấy cái này nhá. À, 93 điểm nữa thì chúng ta có thể tăng skill. Nhưng bây giờ thì làm sao để xài skill? Ờ, làm sao để xài skill? Có phải không qua được bên này rồi. Ơ. Ê, mạng à? Tôi xin vậy. Ok. À, tăng thêm một cộng máu các bạn ạ. Đi bên này nào. Cái bên kia thì ờ, cứ hạ con cóc rồi đó. Tuyệt. Wow, trời ơi, không nhìn kịp. Nhảy thẳng vào nó mới sợ chứ. Mảnh năng lượng. Khôi phục năng lượng cho Ori. Ok. Hiểu. Ờ, không mở được. Có lẽ là xuống đây nhỉ. Ê, mảnh năng lượng này. Xuống đây nào, xuống đây nào. Hơi khó chịu nhỉ, cứ phải bấm chuột liên tục. Khoan đã, mà mình đang đi đâu đấy? Quên không bật bản đồ rồi. Ờ, chúng ta đang ở đây à? Zoom to lên tí nào. Có đường đi xuống à? Các ông ta. Có vẻ là đúng có đường đi xuống à? Đường đi lên trên thế này, đường lên trên ngách này. Thế thì cứ thám hiểm bên trái chứ nhỉ? À, lên được không? Oh, hello. Ồ, không lên được rồi. Ow. Đau nha.
đam hơi yếu nhỉ. Phá đống này hơi lâu. Hây. Máu này. Ê, trên kia có cái gì à? Có cái gì vàng vàng bên trên kìa mà không thấy được. Đã chuyển sang hy vọng. Khi hả hủy diệt và tàn sát. Đây rồi, một cây sinh mệnh này. Động lực để trưởng thành. Tàn sát thảm thương. Tổ tiên cổ thụ. Linh hồn bên trong. Đây rồi. Chúng ta sẽ được năng lực mới khi mà chúng ta tìm thấy những cái cây này nhé các bạn. Và đây nhờ năng lực đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Nhảy tường. Ok. Thử nó nào đúng không nào. Yeah. Một túi năng lượng. Ui. Ai ai ai. Nhảy nhìn như thỏ vậy. Lên lẹ nó. Ồ, xin lỗi để chạm vào cái gai kìa. Ây ồ. Ôi kìa. Ây ồ. Đại con tóc này. Toát gáo. Được rồi, lên được một điểm kỹ năng nữa các bạn ạ. Chúng ta mới chỉ có một điểm thôi. Và mình sẽ tăng thêm một điểm gì nhỉ? Hầu hết đồ thu thập hiển thị trên bản đồ. Họ lấy cái này đi. Tăng đều cả 3 cây đúng không nào? 3 cây kỹ năng rồi. Ê, con gì trông ghê vậy? Ê, cái gì vậy? Túi linh quang tí hon. À, tăng thêm một đống điểm kỹ năng. Ờ, làm sao để lên nhỉ? À đây đúng rồi, hòn đá ở đây này. Game cũng vừa kết hợp giải đấu nữa. Rất nhiều yếu tố trong cái thể loại game platform này. Và thường thì những game platform này chỉ cho chúng ta phép chúng ta chơi một mình thôi các bạn ạ. Chỉ trừ cái game mà mình từng giới thiệu các bạn đó, cái game gì nhỉ? Unravel ấy. Unravel 2 ấy. Mình giới thiệu các bạn gần đây ấy. Cái game đó là nó cho phép chúng ta chơi 2 người trên một máy. Ôi chết mất mạng rồi, trời ơi. Thế rồi, đó là một phần gameplay của tựa game Ori and the Blind Forest. Các bạn thích thì có thể đó là tựa game này về để chơi rồi nhá. Thì một tin vui nữa dành cho những ai là fan hâm mộ của Ori. Thì thời điểm hiện tại thì đã có nhà sản xuất game Moon Studio đã công bố về cái dự án mới của Ori. Có tên đó là Ori and the Will of the Wisp. Và theo thông tin mà họ công bố thì trong năm 2019 thì cái bản game này sẽ được tung ra. Thì lúc đó chúng ta có thể tiếp tục hành trình với cả Ori đúng không nào? Thì bây giờ mình cũng hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fan Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Và bây giờ thì mình cũng mời các bạn coi qua cái trailer mới nhất của Ori and the Will of the Wisps được công bố tại E3 2018. Tạm biệt mọi người nhé.